Bất động sản Phan Hảo và Rộng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là muốn gửi đến quý anh chị một căn nhà nằm trên trục đường giao thông ha. À, cách đây căn nhà này. À, cách biển Phước Tỉnh khoảng tầm hơn 100 m thôi quý anh chị. À, ở đây thì khu dân cư đông đúc ha. Có căn nhà bên này mới làm quý anh chị nè. À, nhà khá là đẹp luôn. Cho quý anh chị xem căn nhà đây ha. Đấy. Đó. Nhà mới xây luôn. À, em muốn gửi đến quý anh chị là căn nhà cấp 4 này. Đó, ngang là từ cái mí này ha. Qua bên này. Đây. Đó là 7 m, sâu vào trong là 16,5 m, full hết thổ cư nha quý anh chị. À, đất ở đô thị ha. Mà giá chỉ có 2,3 tỷ thôi. Rất thích hợp nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh nhỏ lẻ được nha quý anh chị. À, tại vì đường mình là đường thông ra biển luôn. Tí nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem. Còn hướng này đi ra đây là đường Hương Lộ 5 này. Cách 2 căn. À, một căn này và căn này là tới đường Hương Lộ 5 rồi. Thì đường Hương Lộ 5 này là con đường kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn nha quý anh chị. À, đây có quán tiệm cơm tấm đây ha. Ở đây. Thì hướng này là đi ra chợ Phước Tỉnh này, đi ra nhà thờ. Còn trong này cũng có nhà thờ đây ha. À, trong này có nhà thờ đây. À, để hướng này là đi ra cảng nha quý anh chị. Đó. Thì căn nhà của mình đó là chủ cũng đã hạ kịch sàn rồi quý anh chị ha. Giá chỉ còn 2,3 tỷ thôi. Quý anh chị nào quan tâm thì gặp trực tiếp chủ nhà làm việc luôn. À, alo em dắt xem nhà ha. Đây nhà này. Đó, đây là video này là video chủ quay gửi cho em nha. À, tại vì nhà này người ta đang thuê nên là em không có vào được. Nhờ chủ nhà gửi cho em quay. Thì nhà này gồm một phòng khách nè. À, một phòng khách đây ha. À, phía trong là có một phòng ngủ và trên gác có một phòng ngủ nữa nha quý anh chị. Đây. À, đây xuống nhà dưới nè. À, phía bên tay phải của anh chị là đây là phòng ngủ nè. Và trên gác. À, trên gác có một phòng ngủ nữa nha quý anh chị. À, đường lên gác nè. Đó. À, và dưới bếp thì có phòng bếp và phòng ăn chung đây luôn ha. Và toilet với lại phòng vệ sinh riêng nha quý anh chị. Đó. Trong nhà thì chỉ có vậy thôi. Đó, bây giờ em sẽ quay từ vị trí nhà mình đi ra biển cho quý anh chị xem. Thì em xin nói lại diện tích căn nhà này từ cái mấy này ha. Đó, qua đây là 7 m. Ở đây 7 m. Đó, sâu vào trong là 16,5 m. Đó, full thổ cư giá 2,3 tỷ ha. Đấy, đây nhà mình nha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ quay ra biển cho quý anh chị xem. Thì cái vị trí của mình rất thích hợp nghỉ dưỡng nha quý anh chị. À, tại vì ở đây là khu dân cư đông đúc, hoặc là mình kinh doanh nhỏ lẻ được, tập quá hay là quán cà phê nhỏ nhỏ, hoặc là làm quán nước mía cũng được ha. Tại vì đường mình là đường nhựa thông thường hết nha quý anh chị. À, đây, à, đây là biển Phước Tỉnh rồi ha. À, thì em xin nói là cái tọa lạc ở đây là thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy. Quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm căn nhà này thì inbox liền cho em ha. À, tại vì nhà này mình được cái là nhà phủ hồng toàn bộ hết mà full thổ cư luôn quý anh chị. À, quý anh chị an tâm ha. À, mà giá khá là mềm, giá chỉ có 2,3 tỷ thôi. À, quý anh chị nào quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn nha quý anh chị. À, để em quay cái sổ và sổ quy hoạch cho quý anh chị xem luôn. Đây là cái sổ của mình nha quý anh chị. Thửa đất số là 228, tờ bản đồ 122. Địa chỉ là xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 110,1 m² ha. Tức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 108,9 m² là dường như full hết thổ cư nha quý anh chị. À, tại vì còn có 0,1 đất cây hàng năm khác thôi. Thời hạn đất là lâu dài ha. Mặt tiền đường nhựa nha quý anh chị. Sổ mình là đường bê tông, sổ mình sổ cũ ha. À, nhà mình là quay về hướng Tây Bắc. Quý anh chị nào hợp hướng Tây Bắc thì inbox cho em ha. Ngang 7 sâu 16,4 m nè. À, phía sau nở hậu 7,2 m ha. Để em sổ quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, à, đây là quy hoạch của mình ha quý anh chị ha. Ngang 7 m, sâu 16,5 m. Phía sau là 7,2 m ha. À, đất giao thông của mình sau này là vào 9,5 m nè. À, tổng diện tích giao thông của mình 9,5 m thì nó rơi vào tầm khoảng 1 m nha quý anh chị, hơn 1 m nè. 1,2 m. À, đường vào khoảng tầm 1,2 m thôi nha quý anh chị. À, tại vì đất ở nông thôn của mình là 106 m nè. Đó. Để em cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây ha. Đó. Khu dân cư này. À, khá đông đúc luôn ha. Đó. Đây là biển. À, đây nhà mình. À, đây ra đây là biển này. À, đi hướng này là đi ô tô ra ha. À, chợ trường học đây. À, nhà thờ đây. À,
Rồi quý anh chị nào mà muốn sản phẩm để nghỉ dưỡng biển Phước Tỉnh thì inbox cho em nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.